Đến chiều ngày 17 tháng 8, công an phường 26 quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ, đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, quê Đà Nẵng. Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, trong lúc một tài xế xe khách đang nằm ngủ trên ghế trong bến xe Miền Đông cũ thì bị Hùng tiếp cận thò tay vào túi quần. Theo hình ảnh từ camera an ninh, sau khi bị lục túi, nam tài xế giật mình thức giấc. Lúc này Hùng bỏ đi nhưng liền bị tài xế và bảo vệ bến xe bắt giữ. Từ những hình ảnh mà camera an ninh ghi lại, Hùng đã thừa nhận hành vi của mình. Do đó, bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bến xe miền Đông đã bàn giao Hùng cho công an phường 26 quận Bình Thạnh để xử lý.